Hello Vansa, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin cập nhật tình hình của thị trường cổ phiếu cũng như thị trường tiền điện tử buổi chiều muộn ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay có một số những cái biến động ở thị trường cổ phiếu xảy ra trong cái bối cảnh mà Elon Musk đã chính thức terminate đình tạm đình trệ và không có tiếp tục muốn deal để mà mà đạt được cái thỏa thuận khi mà hôm trước đã đã với cái dự định mua chiếc R đó quý vị. Thì cái cái tình hình này của Elon Musk đã làm ảnh hưởng tới Tesla ra sao và cái vụ kiện này r đang kiện ngược lại Musk như thế nào và liệu nó có thành thành công hay không và Musk có thực hiện được những cái điều mà mình đang làm hay không thì chúng ta cùng theo dõi cái thông tin mới nhất trong cái bài báo ngày hôm nay để cho những ai mà đang có hầu trưa hoặc là hầu tesla thì quý vị cũng có thể cập nhật thêm những cái thông tin này bên cạnh đó thì còn một số những người mà chơi ở trên cái app tiền điện tử trước kia mọi người mua từ cái thời kỳ chưa có crypto.com đó thì đó là cái app void thì xem nó bị bành gấp như thế nào và nó đền bù cho mọi người ra sao thì bán sàn sẽ cập nhật liên tục những cái thông tin này cho quý vị đó thì À, hiện tại mấy bữa nay nhà văn Xà cũng vẫn còn đang sửa nhà Thành ra là có lẽ là sẽ mất cũng phải cần một thời gian thì ổn định lại thì giờ giấc các kiểu thì bán xà sẽ like lại bình thường cho quý vị và bán xà vẫn bán hàng quý vị nha mặc dù không có lên like được nhưng mà vẫn gửi hàng cho mọi người vẫn order hàng nhận điện thoại nhận tin nhắn order hàng cho quý vị sắp tới thì chuẩn bị có cả cái nịt bụng rèn bụng nữa đó quý vị rất là tuyệt vời thần thánh để thành người mẫu ba xà sẽ tập làm người mẫu cho quý vị xem xem là cái gen thần thánh này nó như quốc như thế nào quý vị nha gọi là có 102 trên thế giới ok không để quý vị chờ lâu thì bây giờ sẽ đảo qua về cái thị trường của stock trong ngày hôm nay thì cổ phiếu tiếp tục trượt giá sau khi tất cả toàn bộ bất kể một cái mã nào mà nó gặp phải những cái rách, rắc rối thì quý vị thì nó không thể nào trượt một mình nó được thì đây coi như họ cũng cho rằng cái động thái trượt giá của cổ phiếu trong ngày hôm nay nó ảnh hưởng từ cái vụ giữa Elon Musk và Twitter. Đó thì trong ngày hôm nay thì cổ phiếu kể cả Dow Jones, SP500, Apple rồi tất cả các cái mã nói chung ở chung là đều giảm và họ cũng cho rằng nó không phải chỉ có giảm là do cái thông tin của bên Twitter mà nó còn giảm vì do một số những cái áp lực khác từ cái vụ ám sát của ông Thủ tướng Nhật cũng như là thị trường ảnh hưởng khi tin của Trung Quốc áp đặt thêm các cái hạn chế có liên quan tới Covid-19. Đó là những cái vấn đề mà họ cho rằng nó ảnh hưởng tới và đặc biệt thông tin ảnh hưởng tới thị trường ngày hôm nay nó làm cho giảm đó là uh, chuẩn bị tất cả các cái công ty thì đang chuẩn bị đưa ra cái báo cáo thu nhập nhé quý vị nha. và khi mà đưa ra cái báo cáo thu nhập thì họ cho rằng là suy thoái kinh tế nó buộc phải xảy ra khi mà phép tăng lãi suất cho nên là cái báo cáo thu nhập trong những cái thời kỳ tới nó không thể nào mà đạt được những cái kỳ vọng cao hoặc là vượt trội hay là vượt qua những cái expect thành ra là À, có thể đây là những cái động thái để cho nó kìm hãm lại một chút sau khi mà nó đã tăng được uh, trong vòng một tuần vừa qua đó. Thì đấy là những cái thông tin qua qua mà hỏi đưa ra như vậy thì văn sàn lên để chia sẻ cho quý vị. Uh, Dow Jones thì giảm này, uh, FPM 100 1,15% này, Dow Jones 0,52 này. Nasdaq 2,26 này. Đây, nó còn trả cho đọc luôn. Đó thì Twitter hôm nay họ cũng nói rằng cái việc mà Twitter cho biết yêu cầu chấm dứt thỏa thuận của Elon Musk là hoàn toàn không hợp lệ và họ sẽ quay ngược lại để kiện Elon Musk trong cái vấn đề này nha quý vị nha. Các luật sư của Twitter cho biết trong một bức thư hôm thứ hai rằng nỗ lực của Elon Musk để chấm dứt thương vụ mua lại Twitter là uh, người ta dùng cái từ không hợp lệ đó rồi hoàn toàn sai. Trời ơi ai gọi đây sáng giờ nhiều cuộc gọi nhỡ quá cả nhà em em chưa nghe máy được. Sorry bạn nào gọi tí nữa gọi lại cho bạn đi vậy. À, kể từ khi đồng ý mua Twitter vào đầu năm nay thì Elon Musk đã cố gắng thoát khỏi những cái thương vụ này. Và Twitter đã cho biết trong hôm nay rằng một cái bức thư rằng nỗ lực của Elon Musk để chấm dứt việc mua lại công ty truyền thông xã hội trị giá 44 tỷ đô được đề xuất của ông là không hợp lệ và hoàn toàn sai trái và bức thư này đã gửi tới các luật sư của Musk và theo như tuyên bố của CEO Tesla hôm thứ sáu rằng ông không ông có kế hoạch sẽ hủy bỏ cái thỏa thuận này và những cái cáo buộc rằng Twitter đã đánh giá thấp cái số lượng tài khoản spam trên dịch vụ của mình trong uh, trong số các cái lý do khác có nghĩa là khi mà ông ấy lên ông dự định mua cái chút ở thì ông bao giờ ông cũng muốn gạt bỏ những cái lượng đăng ký các cái tài khoản gọi là spam đó quý vị gọi là quét một lượt làm sạch chút ở đó và à, lấy lại những cái người thật quay lại ví dụ như ông Trump đó thì chính vì những cái điều đó và đặc biệt là công khai ủng hộ cộng hòa cho nên là Elon Musk đã dính vào chính trị gặp rất nhiều rắc rối và các luật sư của Musk cũng đã tuyên bố trong bức thư hôm thứ sáu rằng Twitter đã vi phạm các cái vụ liên quan tới việc mua lại khi mà bị cáo buộc không cung cấp cho Musk uh, những cái thông tin cần thiết để tính toán cái số lượng tài khoản spam trên dịch vụ. Tuy nhiên thì luật sư của Twitter, luật sư Twitter William cũng là công ty của bên uh, bên luật uh, Lipthong Johnson khác đã viết bức thư hôm thứ hai rằng Twitter đã không vi phạm bất kỳ cái vụ nào theo như thỏa thuận hết đó thì bây giờ họ cũng đã ngược đi ngược lại với những cái ý kiến của Elon Musk và họ không có đồng ý với những cái lời tweet của ông Elon Musk nha quý vị nha và đây gọi là một cái vấn đề cực kỳ uh, ảnh hưởng tới thị trường ngay sau khi Musk đã có những cái tranh chấp với Twitter và đã tuyên bố tạm thời ngừng cái thỏa thuận mua Twitter như vậy thì lập tức là Twitter nó đã giảm xuống 11, mấy phần trăm nha quý vị nha đó cho nên là cái ngày hôm nay QR nó giảm xuống rất là nhiều và mặc dù QR giảm xuống thì test là cũng chả kém phần quý vị ơi test là hôm trước 774 mà hôm nay giảm 50 đô xuống giảm gần 7% luôn cũng không kém phần long trọng luôn đấy thì hôm trước bán xà cũng đã mention với quý vị rồi có lời thì chốt lời đi tại vì đấy bây giờ nó xuống những 50 đồng một xe mà ăn được rồi thì quý vị có phải ngon lành được không kể cả cúp cũng vậy này hôm trước nó lên 16 là 17 là bán xà cũng nói quý vị cảnh báo là chốt lời cái gì cũng vậy quý vị ơi, đến lúc mà mình thấy nó xanh dần dần ra mà mình cứ nhảy vô mình không có chốt lời đến hôm nay nó đâu đấy, hôm nay nó đồng loạt nó xuống hết rồi. Đó thì hy vọng là tất cả mọi người đều chốt lời được cái hôm đó. Chứ giờ thì xuống còn có 32. Đó thì đấy quý vị thấy không? Là những cái điều mà uh, chúng ta gặp quá thường xuyên rồi mà chúng ta cứ uh, cứ hy vọng nó sẽ bay bay nữa, bay mãi, thành ra là chúng ta cứ nhiều người còn nhảy vô hôm thứ sáu nữa thì thôi em bó tay luôn. Đó, thì bây giờ Twitter thì họ vẫn đang kiện ngược lại Elon Musk nha. Họ nói là họ không có sai, họ không có bị gì hết này. Rồi từ chối cung cấp về những cái lượng bot, rồi những cái lượng cái, cái tài khoản spam trên nền tảng của công ty là những con số mà Elon Musk đã thống kê họ từ chối chấp nhận những cái con số đó. Quý vị nha, bây giờ coi như là đối mặt với Elon Musk này. Thì là một cái cuộc gọi là cuộc chiến mới chỉ bắt đầu chứ chưa hề chấm dứt quý vị nha có nghĩa là hôm nay họ cho rằng đây mới chỉ là một cuộc chiến vừa mới bắt đầu thôi còn Tesla thì hôm nay vừa bị ảnh hưởng của cái vụ này thì nó cũng giảm xuống và bên cạnh đó thì họ cũng điều tra công ty của Tesla làm sao cái vụ mà giảm nhân viên đó ông Elon cũng dính vào cái vụ này luôn và họ sẽ điều tra thật kỹ xem là Tesla có làm đúng hợp đồng hay không đó thì bây giờ cái vấn đề này cũng rất là nghiêm trọng cho nên là mọi người chơi tết là thì hơi đau tim nhưng mà quý vị lại ăn được nhiều hôm trước năm trăm mấy sáu trăm mấy quý vị mua được là hôm thứ sáu vừa rồi bay được ra thì ngon còn không sáng nay hôm trước cũng có mấy anh chị em cuối tuần vừa rồi có nhắn cho ba xả đó mà nhà em bây giờ sửa nhà sửa cửa bận quá không có thời gian mà mình cũng bị bị viêm họng đó quý vị cho nên là cũng không có nói được thành ra là cũng mọi người gọi điện không nghe được điện thoại rồi nhắn tin thì chỉ nhắn được cho một số anh chị em thôi thì đã nhắn với quý vị là tranh thủ sáng sớm nay mà nó bay lên từ tí nào hoặc là nó còn chưa tụt lắm thì bán đi và bán xả đã cảnh báo quý vị rồi thế còn ai mà hôm thứ sáu nghe bán xả đã ao test là rồi thì chúc mừng quý vị thôi coi như là chúng ta người ta bảo như ông Warren Buffett ông ấy nói có bao giờ sai đâu là hãy gì hãy sợ hãi khi mà thị trường tham lam còn thì hãy tham lam khi khi mà thị trường sợ hãi là vì vậy đó họ cũng nói là cổ phiếu Tesla lao dốc khi mà phần lớn tất cả những cái ngôn luận của Elon Musk bây giờ là tập trung hỏi rất là để ý từ cái vụ của Twitter này đó Musk đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tố trong phòng xử án quý vị nha bây giờ khi mà Musk nói rằng anh ta sẽ rút khỏi thỏa thuận và anh ta có khả năng hướng đến một cái trận chiến với tòa án cùng với đối đầu với 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 Twitter Twitter quý vị nha. Và những quyết định gắn bó của mớ với hóa đơn 44 tỷ đô, đô la cho công ty bất kể anh ta có muốn nó hay không thì bây giờ nó cũng sẽ bị lôi ra tòa và chúng ta sẽ chờ những cái động thái này. Đó thì sẽ chờ nha quý vị. Đấy hôm nay và xã chỉ lên để thông báo cho quý vị cái tình hình là như vậy thôi và ừ. ngày 13 tới nữa. Hôm nay 11 rồi. Ông phét ông lên thì thị trường kiểu gì rồi xem xem mà nó cũng bị dao động thôi cho nên là mọi người cứ phải thận trọng cái thị trường bây giờ là cứ nhảy ra nhảy vô thôi chứ ôm ôm ấp gì cho nó mệt đó thì đấy là cái thông tin qua qua trong ngày hôm nay là như vậy đó thì còn vé xà vẫn à, bán hàng chị nám đặc trị rất gút rất nhiều người yêu thích chương trình hồng sâm mua hai tặng một sâm lát à, ngon tuyệt vời ông mặt trời nói chung là cái gì cũng tuyệt vời che khuyết điểm chống nắng nan lây và của của Châu Sơn Ga cũng vẫn đang bán cho quý vị nha đặc biệt là đợt này bán xà hàng ở bên Việt Nam thì cũng sắp về rồi đó mền thì ai ở tiểu bang khác thì bán xà sẽ mua thêm bảo hiểm cho quý vị thì quý vị đành phải trả thêm 10 đồng ủng hộ vé xà cái vấn đề nếu nó có mất thì nó còn được đền bù lại á, thì mà em mới dám ship còn không chỉ bán ở trong Cali thôi tại vì đi tiểu bang khác sợ mất đó quý vị đó thì còn sắp sửa làm cái phi vụ tại vì mình sinh con xong á mình cũng bị rất là cái cái eo của mình á, nó bị lùng bùng ở cái chỗ bụng ai sinh con xong cũng thường cũng bị hoặc là ai bị béo bị mập thì không nói là quý vị cũng rất mong muốn để có được cái eo thì Vanessa đã cũng review cũng phỏng vấn một số khách hàng rất vip của Vanessa luôn mà là hàng xóm nhà Vanessa luôn thì chị đã dùng rất nhiều những cái nịt bụng ở Mỹ này tại vì chị là cái người mà rất quan trọng về vóc dáng và chị ca ngợi cái hãng DA của đào này, này là tuyệt vời như thế nào và nó đã làm cho cái bụng của chị nó giảm nó mất đi cái vòng eo trước kia là vòng eo gọi là mỡ đi sinh con xong thì ai cũng vậy rồi bây giờ thì nó nhỏ xíu 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 rồi hôm nào mà 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 -Xa có thời gian á vé xa sẽ sẽ review cái 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 đoạn video của chị chị tả Trời chị mô tả. Chị nói mà 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 mình cũng mê luôn. Đó thì chỉ vì người hàng xóm này với một em nữa cũng là khách hàng quen thuộc của Vanessa đó thì đây chính là những cái động lực để cho mấy chị em hôm nay cũng bảo là muốn thử cùng Vanessa luôn. Cho nên là Vanessa sẽ order cái này về mặc dù những cái hãng khác của Mỹ á Vanessa cũng đã xem rất nhiều giá cả 70, 60, 75, 80 nhiều giá lắm, nó rẻ hơn cái này một chút xíu nhưng mà tại sao nó rẻ hơn của cái đào này ở bên 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 Amazon rồi bên uh, eBay nó cũng bán giá là không có được phá giá quý vị công ty ở, giá trên toàn thế giới đều giống nhau hết đó cho nên coi như là mình uh, mua về mình quảng cáo giúp uh, công ty của bạn đào này thôi đó rồi tuyệt vời lắm quý vị là chị kể là ôi những cái khác uh, buộc vào bụng nó trả giảm mà nó còn đau nó còn mệt mỏi còn cái này uh, buộc vào nó sướng lắm quý vị rồi chỉ cần vượt được qua ba bốn ngày đầu nó chưa có được quen lắm mấy ngày đầu nó hơi khó chịu xui xíu á chỉ bảo chỉ cần vượt qua được ba bốn ngày đầu thôi là mọi người phê lê tê phê luôn đi đâu mặc ở bên trong hoặc mặc ra ngoài đều được nó có các màu á để mình chọn mình thích mặc bên trong hay mặc ra ngoài đều được hết rồi nó thoải mái không bị co không bị xoe dịch rồi thì làm cho cái lưng không bị đau nữa này giống kiểu máy mát xa cho quý vị luôn á rồi cái lưng nó thẳng nữa đó, rồi uh, lấy lại vòng eo con kiến cho quý vị luôn. <laughs> Đấy, lấy cốc nước uống hấp nước. Lại bắt đầu lên Đấy thì Ba uh, bán sà uh, mấy hôm nữa hàng sẽ về chắc là chỉ còn khoảng độ 2 3 hôm nữa thôi là hàng về. Vanessa sẽ trải nghiệm cùng với những anh chị muốn mua cũng <laughs> trời uống ấm nước mà sặc <laughs> ôi sorry cả nhà đấy Vanessa thì hôm qua thấy nó hơi cổ họng nó hơi kiểu dạng như mình bị hít cái bụi sửa nhà nhiều á cho nên nó cũng kiểu viêm họng á thì bây giờ Vanessa cũng đang chờ kết quả thử covid Ờ, được cái là nó không có bị ốm đau bệnh tật gì cả nó chỉ bị cổ họng, cổ họng thôi. <laughs> thôi, thôi xin xuống cả nhà. trời ơi uống cốc nước mà nó sặc đến tận mũi luôn. đó thì sẽ chờ cái kết quả để mà những ai muốn mặc áo dài đẹp muốn uh, mỡ eo ở chỗ eo nó nó chạy hết xuống mông, nó dồn, <laughs> nó dồn lên ngực. trời ơi, đọc những đoạn này mà cười, phì ra. thì uh, ít nữa quý vị <laughs> cùng cùng trải nghiệm với VSA nha. Trời ơi, chắc là em phải xin xuống rồi, không đọc được nữa rồi.